Xin chào tất cả các bác và các anh em. Gần đây thì em cũng nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến các cái vấn đề về cổng súp ở trên các cái dòng phở vang số Chibat, mà cụ thể là các cái đời vang số Chibat 980 ABC cũng như là Chibat 998A. Thì có những bác hỏi em là khi hát karaoke thì mất tiếng súp, rồi là các cái vấn đề liên quan đến cái chất lượng của cái tiếng súp khi mà xuất ra trên chiếc vang số. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác và anh em một cách chi tiết xoay quanh cái chủ đề về cổng súp ở trên các cái đời vang số của Chibat. Thì đối với lại vang số Chibat 980 cũng như là 998A, thì nếu như các bác mà khi hát karaoke, mà khi hát có bật mic và khi chúng ta hát lời hát ra loa và mất tiếng súp, thì các bác sẽ vào cái mục auto súp. Thì ở trong cái mục auto súp này nó có cái chức năng re tô re thai. Thì khi các bác và anh em sử dụng chức năng này thì nó là một cái chức năng mà khi phát hiện có cái tiếng mic vào súp thì như vậy là nó sẽ ngắt tiếng súp, và sau một khoảng thời gian, nếu như chúng ta đặt cỡ khoảng độ 0,2 giây hay là 1,6 giây hay là 6,5 giây hay là bao nhiêu thì tiếng súp quay trở lại. Thì theo em thì khi hát karaoke chúng ta như vậy là nên không sử dụng chức năng này, và chúng ta sẽ đưa nó về, tức là gạt hết các cái thanh trượt này sang bên trái, không sử dụng chức năng này. Đấy là một cái vấn đề mà nó liên quan đến là khi chúng ta hát mà mất tiếng súp thì chúng ta sẽ xử lý như thế. Và để nâng cao cho cái chất lượng súp của các cái dòng vang số Chibat 980 cũng như là 998A thì các bác và anh em là nên sử dụng cái chức năng Super Bass. Thì ở trong cái chức năng Super Bass này thì chúng ta sẽ tích vào on, và ở trong cái chế độ chọn tần số thì nó có chọn tần số từ 40 cho đến 225. Về cái chế độ chọn tần số này thì bác và anh em sẽ lựa theo cái đặc tính của bộ dàn âm thanh. Nếu như một cái bộ dàn âm thanh hoặc là trong cái không gian đấy mà chúng ta cảm thấy về cái âm trầm thấp, tức là cái tầm tần số khoảng độ 40 hoặc 60 Hz là tần số thấp, mà 40 là tần số thấp, thì các bác anh em có thể là chọn ở cái tần số 40. Và ở trong cái mục Enter City này là một cái mục về cường độ. Về cường độ này thì nó liên quan đến cái vấn đề về cái nhịp điệu. Đôi khi chúng ta nghe âm súp ấy chưa chắc to đã mà hay, mà vấn đề nó là cái cường độ mà nó tạo nên một cái nhịp của âm súp. Khi chúng ta nghe chúng ta cảm thấy là nó bùng binh, nghe nó có nhịp, và một cái nhịp mà nó ăn khớp với lại cái nhịp của cái lời bài hát cũng như là cái nhịp của cái loa full, thì chúng ta cảm thấy tiếng súp là nó rất hay. Thế còn khi chúng ta tăng ở cái mục Inter City này thì âm súp có lớn lên, thế nhưng mà nó có thay đổi về cái cường độ và cái nhịp điệu. Thế cho nên rằng là ở cái mục này thì em thường em hay để ở cái giá trị là trên dưới 1, tức là có thể là 0,8, 0,9 hoặc có thể là 1,1, 1,2, để nó tạo lên một cái nhịp của âm súp mà chúng ta nghe cảm thấy là nó vừa tai, dễ chịu. Và phía dưới là chúng ta sẽ tăng giảm về cái độ lớn, tức là gain là độ lớn. Khi chúng ta tăng lên thì âm súp lớn hơn, và chúng ta giảm thì âm súp cũng nhỏ đi. Thì ở cái phần gain này thì các bác anh em có thể để ở giá trị là khoảng độ 1,5 dưới 2 phẩy, 1,5 dưới 2 phẩy. Và cái giá trị tần số đây thì tùy ý chúng ta chọn. Nếu chúng ta thích một cái âm bass có cái chất âm mà sâu thì chúng ta chọn tần số 40. Chúng ta thích một cái âm bass mà nó nằm ở cái khoảng tai con người nghe ở cái tầm trung trung, ở tầm trung nhất, thì chúng ta có thể để 60. Và khi chúng ta tăng lên ở các cái giải giải cao, ở trong cái chọn tần số này nó cho phép chúng ta chọn từ 40 đến 225. Khi chúng ta chọn về cái 225 này nó liên quan đến cái giải trung trầm âm súp lớn lên. Thì cái này các bác anh em sẽ lựa theo tính chất của cái bộ dàn. Nếu như mà một đôi loa mà chúng ta căn chỉnh rất là nhiều mục rồi mà vẫn thấy chất âm nó có vẻ là khô cứng thì chúng ta có thể là chọn lên cái tần số cỡ khoảng độ 2 trên 200. Trên 200. Thế thì cái này thì nó sẽ phù hợp với lại tính chất sử dụng. Thế thì nhưng mà cái trung trung nhất thì theo em là nên chọn ở cái tần số khoảng độ từ 40 cho đến 70. Đấy là cái mục Super Bass, là nó sẽ hỗ trợ cho cái âm trầm rất là tốt. Và ở trong cái mục Compressor, trong mục Compressor thì chúng ta cũng nên sử dụng. Và giá trị lớn nhất ở trong cái the số này là một cái giá trị mà cho phép chúng ta đặt về cái ngưỡng giới hạn, tức là khi chúng ta đặt
ở vị trí nào, thì khi âm lượng nó vượt quá cái giá trị chúng ta đặt thì cái chức năng compressor nó sẽ hoạt động. Thì ở đây thì là tối đa là 6 decibel, và nhỏ nhất nếu chúng ta đưa về giá trị nhỏ nhất thì nó gần như là triệt tiêu âm súp. Thế cho nên rằng là chúng ta sẽ để ở cái giá trị cỡ khoảng độ 0 decibel. Chúng ta tích nó vào cái mục này là chế độ này nó sẽ hoạt động. JTO là một cái tỷ lệ thì thường thường em hay đặt ở 4.1, 5.1. Aztec là cái thời gian tấn công thì em hay để ở cái tầm 450 mili giây. Cái hot time này là một cái thời gian giữ của cái, như vậy là cái âm lượng súp của cái tần số súp, cho nên rằng là em hay sử dụng ở cái giá trị trên dưới 100, có thể là trên 100 hoặc dưới 100. Cái zenith time này là cái thời gian giải phóng, thời gian xả nén, thì các bác cứ để gấp cỡ khoảng độ 4 cho đến 5 lần thời gian của cái tấn công, tức là cái giá trị attack này. Cái zenith này sẽ để gấp 4 5 lần cái attack này là hợp lý. Thì khi sử dụng chế độ compressor này thì là nó cũng làm cho cái tiếng súp của chúng ta nó được tròn gọn hơn. Thế thì đấy thì các cái mục mà nó có liên quan đến những cái vấn đề mà sơ bộ, những cái vấn đề tổng thể. Thế còn để mà vào vấn đề mà căn chỉnh chi tiết của cái giải quay dơ ở trên cái cổng súp, thì em cũng có nhiều video clip chia sẻ với các bác anh em là căn chỉnh cái giải quay dơ ở trên cổng súp. Thì cái việc đầu tiên là các bác anh em sẽ lưu ý là cắt cái tần số thấp trên cổng súp. Thì thường thường chúng ta sẽ cắt ở cái tần số trên 30 Hz để tai chúng ta có thể cảm nhận được. Về các tần số cao thì theo em thì nó cũng tùy theo từng loại vang số, thì chúng ta có thể là cắt được cái tần số nó cao hơn so với bình thường. Bình thường chúng ta có thể là cắt 101, 102, nhưng mà đối với cái dòng cái đời 980 cũng như là 998 thì chúng ta có thể cắt được 105, 106. Mà cái chất âm súp nó vẫn tròn gọn chắc, và nó cũng loại bỏ được hoàn toàn cái lời hát của ca sĩ khi chúng ta nghe các cái bài hát mà có lời hát ca sĩ. Thì cái việc mà cắt tần số cao lui lên được thì nó có lợi về mặt công suất. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng do cục đẩy như vậy nó bị non công suất, cho nên là cái chất lượng, cái chất âm của loa trầm mà chúng ta nghe nó chưa được hay, chưa được uy lực. Thế nhưng mà khi chúng ta cắt được với cái giá trị nó cao hơn thì cái âm súp nó xuất ra ở trên cổng súp cũng như là ra loa thì nó sẽ có một cái âm lượng lớn hơn và nó đầy đủ dài hơn, và chúng ta cảm thấy một cái chất âm súp mà nó đầy đặn và nó mềm mại. Thì tùy theo từng loại vang số thì các bác và anh em sẽ lưu ý để mà cắt cho nó phù hợp. Thì đối với các cái dòng vang số đời 980 cũng như là 998 thì chúng ta có thể cắt được cao lên 150, 160 mà nó vẫn loại bỏ được cái lời hát ca sĩ. Thế còn các cái vị trí trong giải quay dơ thì em cũng có nhiều video clip chia sẻ với các bác anh em là chúng ta sẽ sử dụng cái vị trí equalizer như thế nào cho nó phù hợp. Thì ở trên chiếc vang số 998A này là có 8 giải equalizer, thì chúng ta sử dụng hai giải quay dơ. Cái thứ nhất là cắt tần số thấp, cái thứ 8 là cắt tần số cao. Còn lại equalizer thứ hai các bác có thể để ở cái giá trị là tầm khoảng độ dưới 40 Hz. Thì khi chúng ta đặt ở cái vị trí dưới 40 Hz này và chúng ta giảm đi với một cái biên độ vừa phải, một cái biên độ nhỏ, chúng ta có thể tùy biến được trong cái việc là chúng ta có thể là cần thiết chúng ta có thể là tăng được các cái giải tần số nằm ở phía trên, tức là tần số từ 40 cho đến 50 Hz. Nó là những cái tần số mà nó rất quan trọng trong cái xử lý về cái chất âm trầm. Và một cái vị trí tần số nữa là chúng ta có thể là để ở cái giá trị trong cái khoảng từ trên 50 cho đến 60. Cái vị trí này thì em hay dùng làm cái đỉnh âm súp. Chúng ta có thể là tăng lên 1-2 decibel và thay đổi giá trị Q để chúng ta có thể là tăng được cái độ lớn và cái lực của âm súp. Và nếu như chúng ta cần một cái chất âm mà cụ thể ở cái tần số đấy thì chúng ta có thể để giá trị Q lớn. Và một cái vị trí tần số nữa thì các bác anh em cũng có thể là để ở cái vị trí tần số tầm cỡ khoảng độ dưới 90, trên trên 85 dưới 90. Ở cái vị trí tần số này thì đôi khi chúng ta mở lớn thì nó dễ gây cho chúng ta cái cảm giác là tức ngực, ù tai. Thì chúng ta có thể giảm đi 1-2 decibel, 1-2 decibel để như vậy là chúng ta có thể là hạn chế các cái tần số mà gây cho chúng ta cái cảm giác khó chịu. Và một cái tần số nữa là cái tần số cỡ khoảng 120, 130.
100-200-300 thì chúng ta cũng có thể là giảm đi 3-4 decibel. Và nếu cần thiết tăng các cái giá trị tần số ở phía dưới nó thì chúng ta có thể là thay đổi giá trị Q. Nếu chúng ta để giá trị Q lớn thì nó sẽ tăng các cái dải tần số nằm ở phía dưới cái tần số trên 100. Còn nếu chúng ta để giá trị Q nhỏ thì nó sẽ giảm các cái tần số, giảm giá trị biên độ cũng như là cái lực, cái ảnh hưởng của các cái tần số ở phía dưới nó. Và cái tần số thứ sáu, thứ bảy này chẳng hạn thì chúng ta có thể là để ở cái giá trị 200 trên 200. Thì cái việc mà chúng ta để ở cái tần số ngoài tần số cắt này, chúng ta vẫn có thể là tác động đến cái lớn, cái lực, cái chất âm của cái tín hiệu của loa trầm, loa súp. Không phải là như vậy là chúng ta để bên ngoài này mà nó lại không có tác dụng gì, bởi vì khi chúng ta thay đổi giá trị Q như các bác anh em nhìn thấy, chúng ta cũng có thể làm cho âm trầm nó nhỏ đi, âm trầm nó nhỏ đi, hoặc có thể là thay đổi được cái tính chất của âm trầm mặc dù chúng ta để ở cái giá trị là 252 Hz. Và giả dụ như là cái vị trí quay thứ bảy này chẳng hạn, đấy, chúng ta để ở cái vị trí 5-600 Hz này chẳng hạn, chúng ta vẫn có thể là tác động được cái chất âm trầm. Cho nên đối với nhà sản xuất thì người ta sản xuất ra các vang số, và trên vang số có nhiều dải quanh dơ cũng cho phép chúng ta thay đổi rất là linh hoạt trong vấn đề mà thay đổi về cái chất âm trầm. Chúng ta để ở giá trị là trên 500 đến 600 chẳng hạn, đến 700 chẳng hạn, chúng ta vẫn có thể là tác động vào cái dải quanh dơ, tác động được cái chất âm trầm, tác động được cái độ lớn, cái lực của âm trầm. Thế cho nên rằng là cái vấn đề mà xử lý cái dải quanh dơ ở trên cái phần súp thì nó cũng là một cái vấn đề. Mặc dù chúng ta để rất là với một cái giá trị lớn như này thì chúng ta cần thiết chúng ta vẫn có thể là tác động được, thay đổi được. Thì các bác anh em có thể là xê dịch về tần số, tăng giảm về giá trị biên độ cũng như là thay đổi giá trị Q thì sẽ tìm được một cái vị trí mà nó thích hợp cho cái chất âm trầm trong bộ dàn karaoke trong gia đình. Và ngoài ra để mà có một cái chất âm trầm nó phù hợp, nó cân xứng với lại cái hệ thống âm thanh, thì trong đó có loa full tức là trên cổng RL cũng như là loa Kenter, hay là các bác dùng các cái cổng sâu dao, cổng zít chẳng hạn, thì chúng ta phải căn chỉnh cái delay. Thì em cũng đã có video clip chia sẻ các bác và anh em là căn chỉnh cái delay ở trên vang số. Thì nhìn chung đối với loa trầm thì theo em cái chung chung thì các bác sẽ để một cái độ trễ nhất định, độ trễ nhất định, và chúng ta sẽ xê dịch cái độ trễ này như thế nào để cho nó phù hợp. Cái đấy là một cái cảm giác, chúng ta không có những cái thiết bị như là mic JTA, phần mềm cũng như là sâu cạc để chúng ta căn chỉnh về cái delay, mà chúng ta sẽ cảm nhận bằng tai, cảm nhận bằng tai. Mà cái tai của chúng ta thì chúng ta sẽ cảm nhận, và em cũng đã có cái video clip chia sẻ các bác là căn chỉnh cái delay. Thì nhưng mà nhìn chung thì trước mắt các bác cứ để một cái độ trễ cỡ khoảng độ 1-2 mili giây, 1-2 mili giây, và chúng ta sẽ xê dịch về cái thời gian này, và chúng ta sẽ nghe xem là như vậy là cái sự đồng nhất của cái âm trầm, tức là cái âm bát xuất ra ở trên loa trầm cũng như là trên loa full về cái âm bát, thì chúng ta sẽ xê dịch để cho nó hoàn thiện về cái chất âm trầm. Thì qua clip hôm nay thì em cũng chia sẻ với các bác và anh em thông qua những cái thắc mắc và những cái đề xuất của một số anh em khi sử dụng dòng vang số chỉ bát 980 cũng như là 998A về cái vấn đề mà khi hát mất âm trầm, rồi vấn đề căn chỉnh về cái chức nâng cao của cái cổng súp trên các cái vang số chỉ bát, chế độ compressor và căn chỉnh cái dải equalizer như thế nào. Thì các bác và anh em có thể là xem và tham khảo để như vậy là áp dụng cho cái việc căn chỉnh cổng súp ở trên các cái vang số chỉ bát nó được tốt hơn. Và bây giờ thì em cũng xin tạm biệt, hẹn các bác và anh em trong những cái video clip tiếp theo.